thì uh, thiếu vốn hoặc như thế nào lý do nào không rõ nhưng mà uh, quá cái việc làm dáng dở đấy thì bây giờ những cái chỗ mà thấp rụng thì uh, mùa um, mưa, mưa lụt đến đó, thì nhân dân rất là, là lo ngại quá cái sự việc này đó, thì hàng năm hội đồng nhân dân uh, tiếp xúc cử tri và hội đồng nhân dân tỉnh cấp tỉnh đó, cấp huyện thì xã cũng có rất nhiều cái ý kiến đề xuất cũng chưa được xem xét giải quyết và cũng chưa thấy có cái đoàn nào về để kiểm tra cái thực trạng như thế nào. À, thì như vậy là à, nhân dân thì rất là bức xúc trong cái vấn đề là cái công trình giáng dở như thế này.